Thế thuốc chữa bệnh. Xin kính chào quý vị và bà con. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Thuốc Nam cho người Việt, Nam Dược trị Nam Nhân được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ 25 phút cho đến 11 giờ 20 phút các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Chương trình ngày hôm nay có sự góp mặt của một vị khách mời rất quen thuộc của chương trình. Chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam. Xin được cảm ơn bác sĩ đã có mặt tại trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Xin chào MC Ngọc Trâm. Và thưa quý vị, số ca nhiễm COVID-19 ở nước ta hiện đang tăng nhanh lên tới trên 130.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Và đây là con số kỷ lục kể từ khi mà dịch COVID-19 bùng phát ở tại nước ta. Và nghiên cứu tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy là 25% bệnh nhân sau khi mà khỏi COVID-19 bị giảm hoạt động thể lực. Từ 50 cho đến 60% kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tổn thương bất thường. Cùng lúc thì hội chứng COVID-19 kéo dài hay là hội chứng hậu COVID-19 biểu hiện đa dạng và có thể gặp ở nhiều cơ quan. Trong đó thì các biểu hiện về hô hấp là phổ biến như ho khan, hụt hơi, khó thở dai dẳng kéo dài. Ngoài ra thì người bệnh có thể có biểu hiện về tiêu hóa gồm có buồn nôn, nôn, đau thượng vị, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi kéo dài, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, lo lắng, giảm tập trung, rối loạn cảm xúc hay là đau đầu, chóng mặt, mất vị giác, mất khứu giác, giảm trí nhớ hay còn gọi là sương mù não. Và trong bối cảnh mà độ phủ vaccine tương đối cao như ở hiện nay để giảm áp lực lên hệ thống các cơ sở y tế trên cả nước, Bộ Y tế khuyến cáo các ca F0 thể nhẹ, chưa tiến triển nặng thì có thể tự điều trị tại nhà. Bên cạnh những phác đồ điều trị theo Tây y thì trong y học cổ truyền, có những loại thảo dược nào an toàn, lành tính giúp chúng ta có thể bảo vệ được đường hô hấp? Chương trình ngày hôm nay lựa chọn chủ đề Thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo, bộ ba thảo dược giúp bảo vệ đường hô hấp khỏe mạnh. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Superherb 2.0, sản phẩm được phép lưu hành bởi Bộ Y tế với thành phần là sự kết hợp của ba loại thảo dược quý gồm có thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo có tác dụng nâng cao sức đề kháng cho đường hô hấp và phục hồi tổn thương chức năng phổi. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là một thông tin rất đáng chú ý về tác dụng phụ của Monopilavir, một loại thuốc Tây nhập khẩu được khuyến cáo dùng cho các bệnh nhân COVID-19 mà có thể là quý vị vẫn chưa biết. Đó là việc gây ảnh hưởng đến xương, tinh trùng và thai nhi. Vậy thì xin bác sĩ Hồ Bá Do có thể cung cấp chi tiết hơn cho những khán giả của Thuốc Nam cho người Việt về nội dung này được không ạ? Vâng. Kính thưa các quý vị, chúng ta biết thuốc Monopilavir đã được Bộ Y tế khuyến cáo được phép dùng cho bệnh nhân nhiễm COVID. Và chúng ta biết là cũng là cho ba nhà máy của Việt Nam chúng ta tự sản xuất được cái Monopilavir. Monopilavir có hai hàm lượng 200mg và 400mg. Hàm lượng 400mg uống một ngày 4 viên chia 2 lần. Và cái thứ nhất là chúng ta thấy đối tượng dùng Monopilavir theo hướng dẫn về quản lý điều trị F0 tại nhà của Bộ Y tế. Thì chúng ta biết là đối tượng là những người được xác định là F0 dương tính bằng các cái xét nghiệm chuẩn của PCR hoặc là test nhanh kháng nguyên. Và đối tượng này như vậy là được dùng ngay tức là đối Monopilavir là dùng trên 18 tuổi và ở thể nhẹ và thể trung bình đối với nhiễm virus SARS-CoV-2. Và cái đối tượng này là như vậy là có ít nhất là một yếu tố có thể chuyển nặng được. Thì như vậy là chỉ định thứ nhất là đối tượng nhất. Và thời gian sử dụng thì dùng 5 ngày ngay sau khi phát hiện triệu chứng đầu tiên hoặc là phát hiện ra F0 thì được dùng ngay và chỉ dùng trong 5 ngày. Và với cái liều là 400mg thì người lớn là ngày 4 viên chia 2 lần. Và đây là cái liều mà thống nhất chung và cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Và thực sự thế này, hiện nay thì nó lại có vấn đề là rất nhiều thuốc Monopilavir được nhập về, nhiều nguồn, rồi nguồn chính thức, rồi nguồn sách tay, rồi nguồn trôi nổi trên mạng. Và bây giờ là rất tiện lợi là cứ trên mạng gõ cái là đều có hết. Và ai đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm, của thuốc như thế nào? Thì đây là một vấn đề rất là bàn tới. Thứ hai là thời gian là dùng trong vòng 5 ngày chứ không thể dùng hơn được, mà trong vòng 5 ngày tính từ khi bắt đầu khởi phát và hoặc là xét nghiệm dương tính. Và thứ ba là cái vấn đề là nếu ai mà đã dùng dở rồi thì vẫn tiếp dùng cho đúng phác đồ 5 ngày. Thứ hai là những đối tượng cần lưu ý khi dùng Monopilavir. Vấn đề thứ ba, những đối tượng nào phụ nữ có khả năng mang thai, tức là đang trong kế hoạch sinh con là một. Thứ hai nữa là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thì nên sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp với hiệu quả trong quá trình điều trị và trong 4 ngày sau khi sử dụng Monopilavir rồi, nghỉ rồi thì vẫn là sử dụng biện pháp tránh thai.
Bởi vì ta lại tại sao thế? Vì tác dụng phụ không mong muốn của Menopreve là gây ảnh hưởng quái thai và ảnh hưởng tới phụ nữ mang thai, cho nên không dùng cho phụ nữ mang thai. Và nếu như ai có ý định thì vẫn phải dùng thuốc tránh thai. Thì đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là phụ nữ cho con bú, không khuyến cáo cho phụ nữ cho con bú dùng. Vâng, bởi vì Menopreve phải dùng trên 18 tuổi mà nếu sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Và không dùng cho những người là dưới 18 tuổi thì chúng ta biết rồi, phải không ạ? Và thậm chí là nam giới trong quá trình đang cần sinh sản, cần sinh con đẻ cái thì vẫn khuyến cáo là dùng biện pháp tránh thai phù hợp và hiệu quả nếu phải dùng Menopreve. Và chúng ta biết là có cái 5 cái không mà cần nhớ mà liên quan tới Menopreve, các quý vị hết sức lưu ý. Và xin báo cáo đây là những hướng dẫn về quản lý của Bộ Y tế vừa hôm mùng 3 tôi cập nhật cho bà con hình dung. 5 không thì khi sử dụng Menopreve, thứ nhất là không được dùng quá 5 ngày Menopreve, là không thứ nhất. Thứ hai, không được dùng Menopreve để dự phòng hay là trước phơi nhiễm để đề phòng. Cái này là diệt virus chứ không phải phòng sự xâm nhập của virus corona. Và thứ ba là không dùng Menopreve cho phụ nữ có thai, cho con bú dưới 18 tuổi. Để chúng ta phải nhớ cái 3 không đó. Và do quan ngại nguy cơ độc tới thai nhi và đối với trẻ và người dưới 18 tuổi là ảnh hưởng đến quá trình hình thành xương và sụn. Và đối với nam giới là hủy hoại tinh trùng, vô sinh. Thì đây là tác dụng phụ rất là ngại, quan ngại. Như vậy là có rất là nhiều những cái lưu ý để mà khán giả có thể cân nhắc lựa chọn có nên dùng sản phẩm Menopreve này hay không. Và đặc biệt là tiến sĩ Hồ Bá Do thì cũng đã vừa đưa ra là đây là một loại thuốc mà được kê đơn. Tuy nhiên là hiện nay cũng có rất là nhiều người đã tự ý mua thuốc về và để lại những cái mà chúng ta vẫn chưa có thể kiểm chứng được trên sức khỏe, không biết là nó có hại hay không. Và thưa quý vị, trong khi đó thì khác với Menopreve hay là các loại thuốc Tây y khác thì y học cổ truyền Việt Nam lại có không ít những vị thuốc được đánh giá là rất an toàn, hiệu quả trong việc nâng cao đề kháng cho lá phổi và phục hồi chức năng tổn thương của phổi, nhất là khi mà chúng được kết hợp với nhau thì sẽ mang đến hiệu quả rất là cao và lâu dài. Những vị thuốc quý đó phải kể đến như là thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo, nhất là khi mà chúng ta kết hợp cả 3 vị thuốc này thì sẽ mang lại hiệu quả lâu dài cho người sử dụng. Và xin được mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu về nội dung này trong tiểu mục Thuốc Anh Ta. Thanh hao hoa vàng là loại cây thân thảo, cây có mùi thơm nhẹ, sống lâu năm, giúp thu hoạch được nhiều vụ. Thanh hao hoa vàng có vị đắng, cay, tính lạnh. Ngay từ thế kỷ thứ 14, thanh hao hoa vàng đã được đại danh y Tuệ Tĩnh dùng để đặc trị bệnh sốt rét, trị các chứng cảm mạo, trị đau nhức cơ, tăng cường tiêu hóa và các chức năng của gan, mật. Ngày nay, thanh hao hoa vàng được dùng để điều trị các chứng bệnh như run sán, sốt rét, ung thư, viêm phổi, viêm đường hô hấp cấp, HIV. Cây xuyên tâm liên hay còn được gọi là cây lá đắng. Theo y học cổ truyền, xuyên tâm liên có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trị các bệnh về đường tiết niệu, tiêu chảy, dạ dày, các chứng bệnh về đường hô hấp và bệnh xương khớp. Các nghiên cứu trong y học hiện đại cho thấy tất cả các bộ phận của cây xuyên tâm liên đều chứa một lượng lớn các hoạt chất, hợp chất kháng khuẩn, ức chế vi khuẩn, virus. Các hoạt chất, hợp chất có tính kháng mạnh này đặc biệt phù hợp trong điều trị các chứng bệnh viêm đường hô hấp do vi khuẩn, virus. Ngay cả các chứng bệnh như viêm màng não, cúm gà, sốt xuất huyết, viêm da cơ địa, viêm gan cũng suy giảm nếu được điều trị bằng xuyên tâm liên. Cây cà gai leo là một vị thuốc chứa nhiều hoạt chất đặc biệt tốt trong việc điều trị các chứng bệnh về gan, các bệnh về tĩnh mạch, ngăn ngừa ung thư, giải độc cho cơ thể, làm đẹp da, trị ho gà, hen suyễn, chữa đau nhức xương khớp. Khi được kết hợp cùng với nhau, thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo sẽ giữ nguyên được các đặc tính kháng viêm, kháng virus cực mạnh, đồng thời giúp cơ thể thải độc, giảm đau nhức cơ khớp do cơ chế tấn công của virus. Thanh hao hoa vàng và xuyên tâm liên là hai vị thuốc được các nhà khoa học tại Hồng Kông và Hoa Kỳ sử dụng để điều chế thuốc phòng trị loại virus gây ra dịch hô hấp cấp SARS vào năm 2002. Giờ đây, bộ đôi thanh hao hoa vàng và xuyên tâm liên tiếp tục được các nhà khoa học trên thế giới đưa vào các bài thuốc phòng trị COVID-19 do chủng SARS-CoV-2 gây ra. Tại Việt Nam, với dây chuyền sản xuất và công nghệ hiện đại, các tinh chất tốt nhất của thanh hao hoa vàng và xuyên tâm liên đã được chiết xuất và bào chế thành các viên nang SuperHub 2.0. SuperHub 2.0 có khả năng thải độc cho cơ thể, kháng, ức chế virus SARS-CoV-2, giảm triệu chứng ho, đi ngoài, cải thiện khả năng miễn dịch,
phục hồi tổn thương phổi do virus, vi khuẩn, qua đó tăng cường chức năng hô hấp. Thưa quý vị, nhờ có đặc tính dược lý kháng viêm, kháng virus cực mạnh nên là từ nhiều thế kỷ trước thì xuyên tâm liên đã được sử dụng để có thể điều trị các chứng bệnh nan y. Và khi chưa có sự xuất hiện ồ ạt của kháng sinh, thuốc Tây y thì từ những năm 1990 trở về trước, xuyên tâm liên chính là vị thuốc đặc trị được dùng khá phổ biến trong việc điều trị các chứng bệnh về đường hô hấp ở nước ta. Còn cây thanh hao hoa vàng thì được các nhà khoa học dùng để điều trị loại thuốc điều trị virus nguy hiểm nhất thế giới thế kỷ 20, đó chính là virus HIV. Còn cà gai leo thì lại là nổi tiếng là vị thuốc thanh lọc giải độc cho cơ thể và đặc biệt tốt cho gan, tức là bộ máy thanh lọc của cơ thể đấy ạ. Và xin được hỏi bác sĩ Hồ Bá Do ạ, là tại sao khi mà chúng ta kết hợp ba loại vị thảo dược này với nhau, thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo thì lại có chức năng là tăng cường sức đề kháng cho đường hô hấp cũng như là bảo vệ lá phổi của mình trước cái sự tấn công của virus ạ? À vâng, kính thưa quý vị, chúng ta biết thanh hao hoa vàng là một cái cây vị đắng, hơi nhẹ nhạt và tính mát và quy kinh can đởm về chúng ta nói thông dụng là gan mật. Vâng. Nhưng mà đây là một vị thuốc y học cổ truyền đã sử dụng hàng ngàn năm nay rồi. Và ngay như y tổ Việt Nam đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh cũng đã sử dụng từ thế kỷ thứ 14 để dùng chữa các bệnh sốt rét, các bệnh lý tiêu chảy và số bệnh khác nữa để rất là hiệu quả. Và chúng ta biết là thanh hao vàng thì được trên thế giới từ khi mà có cái dịch SARS-CoV-1 năm 2002, chúng ta gọi là dịch cúm SARS ấy, thì thanh hao vàng được thế giới nghiên cứu, chủ yếu là Mỹ, Hồng Kông và Ấn Độ và Trung Quốc cũng nghiên cứu rất sâu về thanh hao vàng. Và chúng tôi biết năm 2018, một nữ nhà khoa học của Mỹ ở của Trung Quốc được thưởng giải thưởng Nobel vì cái thanh hao vàng và cái hoạt chất acetaminophen có ở trong thanh hao vàng. Thì đây là năm 2018. Chúng biết là các nghiên cứu sâu về thanh hao vàng rất rõ rồi là có tác dụng ức chế sự phát triển và tiêu diệt cái virus SARS-CoV-1 là SARS năm 2002. Và dựa trên các cái quan điểm, nó là sản phẩm nó đã là một cây thuốc đã sử dụng hàng ngàn đời nay rồi, với tác dụng điều trị, hỗ trợ điều trị và điều trị các bệnh lý như là ký sinh trùng, bệnh sốt rét, thế rồi các cái bệnh tiêu chảy và các bệnh khác nữa. Và chúng ta biết là các nghiên cứu gần đây của thế giới cũng xác định nó là điều trị các bệnh mà kháng vi khuẩn, kháng nấm, kháng virus, và đặc biệt nó kháng các cái loại virus tiêu chảy bò này, các cái virus khác nữa, ví dụ là FPS chẳng hạn, thì các loại virus mà có cái RNA đấy thì đều được các thế giới nghiên cứu rất là kỹ. Thế và chúng ta biết là thanh hao vàng thì không những nghiên cứu kỹ mà còn đã có thử nghiệm lâm sàng ở trên bệnh nhân, mà đại diện là trường đại học Columbia của Mỹ, họ là nghiên cứu ở thử nghiệm tiền lâm sàng, rồi nghiên cứu lâm sàng có đối chứng, có mù đôi và đã đánh giá hiệu quả của nó có tác dụng là tiêu diệt cái virus SARS-CoV-2, mà đây là đã xác định rằng nó không có tác dụng dự phòng. Tức là cái con SARS-CoV-2 khi vào cơ thể chúng ta thì nó sẽ bám, nhờ gai S nó bám vào cái thủ thể AC2 và từ đó nó bắt đầu chỉ huy cái sự chu trình phát triển của tế bào cơ thể người theo nó, tức là nó sẽ tổn thương, phá hủy. Nhưng mà cái thanh hoa vàng, cái hoạt chất có trong đó, nó không tác động tới là dự phòng, mà nó tiêu diệt, tức là khi đã vào trong tế bào rồi. Bởi vì thanh hoa vàng đã được thế giới nghiên cứu rất là rõ, nó có những hoạt chất sinh học nhưng nổi bật, bởi vì thanh hoa vàng có 220 hợp chất cơ. 220 hợp chất, mà trong đó có những hợp chất rất quý, mà thành phần cơ bản nhất là hợp chất acetaminophen, artemisinin, artesunat, phenolic. Đấy là những cái hợp chất, những hoạt chất mà có tác dụng trực tiếp tiêu diệt các loại virus, các loại vi khuẩn, mà đặc biệt đối với virus SARS-CoV-2 đã được nghiên cứu cẩn thận về tiền lâm sàng. Thì chúng ta rất là vui mừng là được sản phẩm đã được nghiên cứu đầy đủ, mà Mỹ là nơi nghiên cứu sâu nhất và nhiều nhất về thanh hoa vàng. Thì chúng ta biết là cơ chế tác dụng của nó là gì ạ? Thanh hoa vàng nó hoạt chất acetaminophen, nó sẽ là tác động tới là ức chế cái men CLPRO, tức là chymotrypsin-like protease. Thì cái men này là men chính để nó phân chia, giải trình và phát triển sinh sôi của con virus SARS-CoV-2 ở trong tế bào người chúng ta. Và đây nó ức chế, và nó lại còn ức chế cả cái men RDRP. Vì chúng ta khi xét nghiệm PCR, các quý vị có thấy là có trả lời là RT là có gen E và gen RDRB. Thì hai cái gen đó là cái gen mà để mà phát triển cái của cái con corona,
con cái gen của con corona. Thế thì cái hoạt chất acetuminat có ở trong thanh hoa vàng ức chế sự phát triển của cái gen đó. À, đây là những gen chính mà để cái con virus SARS-CoV-2 phát triển. Thế rồi chúng ta biết có những hoạt chất ở trong thanh hoa vàng là hoạt chất có cái acid folic hàm lượng rất cao. Có tác dụng là gì ạ? Chúng ta biết là một cái gây bệnh của con corona là gây liên quan đến phổi, mà đặc biệt các cái chủng Delta trước ấy. Và khi gây phổi thì nó để lại tác dụng là gây sơ phổi. Mà sơ phổi này là do sự phát triển quá sơ sợi của niêm mạc phổi, mà kể cả hậu Covid cũng tình trạng sơ phổi. Mặc dù trước đó họ không bị sơ phổi, nhưng sau khi nhiễm Covid đã điều trị khỏi rồi, hậu Covid cũng là gây sơ phổi. Thế thì vai trò của cái hoạt chất sinh học phenolic có ở trong thanh hao vàng, nó lại chống oxy hóa và nó cân bằng những tình trạng bất cân bằng ở niêm mạc đường thở, đường hấp. Cho nên có tác dụng là cải thiện cái tình trạng sơ phổi ở bệnh nhân bị nhiễm Covid hoặc hậu Covid. Đây là những cái hoạt chất rất quý mà chúng tôi biết nó là được khẳng định rồi, thế giới khẳng định và chứng minh bằng từ lâm sàng lâm sàng. Thì đây là tôi nói về thanh hoa vàng, nhiều tác dụng lắm ạ. Ngay như trà, cái lá của thanh hoa vàng, các nhà khoa học Mỹ, tôi nhớ một nữ nhà khoa học ở bộ môn thực vật đấy, ở một trường đại học ấy, thì bà nghiên cứu kết hợp với Columbia, bà nghiên cứu về trà, cái lá của thanh hoa vàng. Mà lá thanh hoa vàng bà chỉ dùng 5 gram một ấm trà thôi, bà uống hàng ngày, uống thường xuyên 5 đến 7 ngày thì cũng hết F0. Dạ, như mà, vậy là đấy, với mỗi một loại thảo dược như thế này, thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cả gai leo thì đều đóng một cái vai trò nhất định trong việc là bảo vệ sức khỏe đường hô hấp của chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta kết hợp cả ba loại thảo dược này thì công dụng mang lại còn tuyệt vời hơn gấp nhiều lần, đúng không ạ? Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Hồ Bá Do. Và thưa quý vị, sản phẩm Super Hub 2.0 thì tạm dịch là siêu thảo mộc, là một bài thuốc quý có sự kết hợp theo tỷ lệ vàng của các chiết xuất từ bộ ba thảo dược quý gồm có thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cả gai leo. Super Hub 2.0 giúp hỗ trợ điều trị tổn thương phổi do virus, vi khuẩn một cách hiệu quả và lâu dài. Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Multi Center theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Công nghệ mới Leskin Việt Nam. Quý vị có thể liên hệ đến tổng đài 0832 68 6668 để đặt mua sản phẩm và hưởng các chương trình ưu đãi dành cho các khán giả của chương trình Thuốc Nam cho Người Việt. Hoặc là quý vị cũng có thể tham khảo thêm thông tin tại website superhub.vn. Còn để đặt câu hỏi trực tiếp cho bác sĩ Hồ Bá Do của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị hãy gọi điện về tổng đài miễn cước của chương trình Thuốc Nam cho Người Việt 02-444-555-677. Còn bây giờ xin mời quý vị và bà con sẽ cùng đến với những phản hồi của các F0 về việc là họ đã sử dụng Super Hub 2.0 để chăm sóc sức khỏe của mình như thế nào. Hai tháng trước, ông Lâm Quốc Toản, một cán bộ ngành an ninh đã về hưu ở quận Đống Đa, Hà Nội, đã bị nhiễm COVID-19 mà không rõ nguồn lây. Khi được điều trị tại nhà, ông Toản đã dùng sản phẩm Super Hub 2.0 giúp ông nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Khi bắt đầu uống thuốc rồi thì nó cứ hồi phục dần dần. Đầu tiên là giảm sốt, đầu tiên là hết ho. Thế sau đó rồi là một cái đầu tiên nữa là tôi không bị lao đao và chóng mặt nữa. Thế và khi đến ngày thứ 3 thì nhiệt độ giảm hoàn toàn luôn, trở về bình thường. Và sức khỏe tôi bình thường. Hiện tại sức khỏe của ông Toản đã hoàn toàn bình phục. Không được may mắn như ông Toản, sau khi được điều trị khỏi COVID-19, cả gia đình anh Cục ở quận Hà Đông, Hà Nội lại gặp phải các triệu chứng di chứng hậu COVID. Thì như bản thân mình này, là ra đường là bị mất phương hướng. Mất phương hướng là ví dụ đến một cái ngã ba ngã tư ấy mà đang đi như thế, nhưng mà đến đấy phát là dừng đèn đỏ xong là không biết rẽ hướng nào để về nhà nữa. Tự nhiên nó mất như thế, nó phải dừng lại khoảng mất một phút để mình lục xem là mình cố lục lại xem là mình sẽ đi hướng nào để về nhà. Hoặc là ví dụ như là bây giờ nói uống thuốc nhé, sáng ra là mình bảo là định để uống thuốc, nhưng mà một lúc sau là không biết là có nhớ mình đã uống hay chưa. Thế là có hôm là còn quên cả, không dám uống thuốc vì sợ nó trùng thuốc, nó bị quên như thế. Tiếp tục sử dụng Super Hub 2.0 sau khi khỏi COVID-19, gia đình anh Cục đã cải thiện được những triệu chứng di chứng hậu COVID, nhanh chóng trở lại với nhịp sống bình thường. Và cho đến tận bây giờ thì gần một tháng rồi mà tôi uống kéo dài đến tận bây giờ để thì cảm thấy những cái hậu COVID như là vị giác, khứu giác ấy, thì nó đã không còn bị mất mùi và cảm giác ăn rất là ngon. Sau COVID còn lên cân nữa. Là một giảng viên đại học, tiến sĩ Hoàng Trọng Thanh thường xuyên phải giao lưu, tiếp xúc với nhiều người tại nhiều địa điểm. Điều này có nghĩa ông luôn ở trong nhóm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao.
Tuy nhiên, ông đã phòng tránh được sự tấn công của COVID-19 nhờ áp dụng nghiêm ngặt biện pháp 5K, đồng thời sử dụng Superhub 2.0. Đấy, chuẩn đi đâu, làm gì, ở đâu là tôi phải xác định cái đối tượng và cái môi trường. Tuy nhiên, ý, tôi vẫn phải cảnh giác là trong số những cái người mình tiếp xúc ý, là có những người là người ta có mang bệnh nhưng người ta không biết. Chính vì thế, tôi sử dụng cái Superhub này coi như là một cái giải pháp để phòng ngừa. Và nếu như mình tiếp xúc với những người bị COVID ý, thì là điều trị luôn. Superhub 2.0 được bào chế từ 100% thảo dược tự nhiên với hai thành phần chính là thanh hao hoa vàng và xuyên tâm liên, có khả năng kháng ức chế virus SARS-CoV-2, giảm triệu chứng ho, đi ngoài, cải thiện khả năng miễn dịch, phục hồi tổn thương phổi do virus, vi khuẩn, qua đó tăng cường chức năng hô hấp. Ngoài ra, trong Superhub 2.0 còn có thêm thành phần cà gai leo giúp thải độc, thanh lọc cơ thể, ổn định tế bào gan, tăng cường chức năng gan. Nó sẽ hồi phục để hỗ trợ các cái tế bào trong gan để nó hồi phục lại rất là nhanh. Thế thì khi mà virus nó xâm nhập vào trong cơ thể á, thì quan trọng nhất là cơ thể mình phải có một cái hàng rào miễn dịch để bảo vệ. Nếu như hàng rào miễn dịch của mình tốt thì là virus nó sẽ đẩy lui ra. Còn đâu nếu như hàng rào của mình miễn dịch nó không tốt thì nó sẽ tấn công vào sâu bên trong thì nó sẽ ảnh hưởng đến phổi. Thế thì trong dòng sản phẩm này nó là một dòng sản phẩm kháng viêm và chống viêm nhiễm rất là tốt. Trải qua dây chuyền chiết xuất, sản xuất công nghệ hiện đại, các tinh chất dược chất tốt nhất của bộ ba thảo dược quý gồm thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo đã được chiết xuất và bào chế thành các viên nang. Nguyên liệu đây thì hoàn toàn là các cái nguyên liệu tự nhiên được lấy từ các cái vùng nguyên liệu ở trên khắp mọi miền của Việt Nam, đặc biệt là cái vùng Tây Nguyên cũng như là vùng Tây Bắc của chúng ta. Ở đây thì các cái sản phẩm Superhub ta thì được sản xuất theo tiêu chuẩn của nhà máy tiêu chuẩn GMP. Mọi người với dùng sản phẩm này thì hoàn toàn yên tâm, nó là thảo dược vậy mà nó không tác dụng phụ và nó không có cái tác dụng khác đối với sức khỏe ta. Nó chỉ chức năng là giúp sức khỏe ta tăng cường sức đề kháng cũng như là phục hồi cái hệ hô hấp cũng như là cái phổi của ta. Dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp và khó lường. Việc sử dụng Superhub 2.0 hàng ngày có thể hỗ trợ người lớn và trẻ em nâng cao sức đề kháng, tạo lá chắn bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của COVID-19 cũng như các bệnh lý về đường hô hấp. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Thuốc Nam cho người Việt với chủ đề Thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo, bộ ba thảo dược giúp bảo vệ đường hô hấp khỏe mạnh. Để chăm sóc sức khỏe đúng cách cho F0, giúp ngăn ngừa tối đa các di chứng hậu COVID bằng các bài thuốc quý của y học cổ truyền, quý vị hãy gọi ngay về tổng đài miễn cước của chúng tôi 02-444-555-677 để được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bá Do tư vấn trực tiếp. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khán giả đang chờ mong được gặp gỡ với Bác sĩ Hồ Bá Do của chúng tôi. Đó chính là cô Ngọc, chị Ngọc, 32 tuổi tại Hưng Yên. Alo chương trình, xin được chào chị Ngọc ạ. Chị Ngọc đã nghe rõ tín hiệu của chương trình hay chưa ạ? Nghe thấy rồi ạ. Dạ vâng, xin mời chị Ngọc sẽ đặt câu hỏi cho bác sĩ của chúng tôi ạ. Vâng, xin chào bác sĩ Hồ Bá Do, xin chào MC. Vâng ạ, chào chị Ngọc. Vâng ạ, cháu có một cái băn khoăn như này, hỏi bác sĩ xem sao nhé. Vâng. Cháu bị COVID-19 xong rồi, nhưng bây giờ sức khỏe thì trở lại bình thường rồi. Nhưng mà muốn sử dụng cái Superhub 2.0 của chương trình hôm nay thì thế nào ạ? Vâng, chị Ngọc xin cho chương trình cho biết là chị Ngọc đã khỏi được COVID bao nhiêu lâu rồi ạ? Khỏi được 1 tuần rồi ạ. Dạ vâng, xin mời bác sĩ ạ. Thưa chị, như vậy là chị bị nhiễm COVID nhưng mà ở chắc là thể nhẹ phải không ạ? Vâng ạ, thể nhẹ, chỉ có 3 ngày là âm tính thôi ạ. 3 ngày âm tính. Thế bây giờ thế này chị ạ, nếu vì chúng ta biết là cái tình trạng tái nhiễm hiện nay ấy, với cái chủng Omicron này chị ạ, vừa rồi Bộ Y tế xác định là chúng ta nhiễm chủ yếu là chủng Omicron, là cái chủng mà nó cư trú chủ yếu hầu họng chị ạ, nó ít xuống phổi mà cư trú ngay ở mũi hầu họng thì nó lại lây rất nhanh và rất dễ nhiễm lại. Và cái miễn dịch đầu tiên chúng ta mắc để lại miễn dịch đối với cái con SARS-CoV-2 này nó nhẹ lắm chị ạ, nó yếu và nó ngắn, cho nên thông thường sau 2 tháng có thể nhiễm lại và có những người sớm hơn là nhiễm lại nữa. Cho nên để đề phòng tái nhiễm thì bản thân cái sản phẩm này nó không phải là dự phòng, nhưng nó là điều dự phòng điều trị. Tức là nếu có con nào vào mà chị chưa biết được, chưa xét nghiệm được thì nó tác động, nó tiêu diệt khi con đó xâm nhập vào tế bào cơ thể chúng ta. Đấy, cái cơ chế như vậy chị ạ. Cho nên chị vẫn có thể uống, thỉnh thoảng chị uống là chuyện bình thường.
bây giờ khi chị thấy chị có tiếp xúc nhiều với cộng đồng, chị thấy có nguy cơ, chị uống một đợt 5 ngày, một ngày chị cái liều không phải liều điều trị, liều hỗ trợ điều trị của sản phẩm này thông thường là 10 viên, 12 viên, 14, thậm chí 16 viên. Vì đây không phải là thuốc chị ạ, đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà. Thì mình có thể tùy tình hình mà mình nâng liều. Và chị có thể dự phòng, chị uống là 8 viên một ngày chia lần thôi, sáng 4, chiều 4. Tức là nếu có con nào vừa mới vào, tải lượng virus nó thấp mà, thì nó sẽ tiêu diệt luôn chị ạ. Thì chị dùng 5-7 ngày xong chị nghỉ. Thế nghỉ xong đó lúc nào chị thấy mình có nguy cơ, ví đi dự đám cưới chẳng hạn, ví dụ chỗ nào đó thì mình thấy nguy cơ, mình lại uống một đợt 5-7 ngày nữa. Thì nhưng mà đấy thì cái vấn đề đó là nó tôi gọi là điều trị dự phòng, để dự phòng khi nó nhiễm rồi mà mình chưa biết, hoặc là nó nhiễm thì với tải lượng virus thấp, nó là ký sinh ở mũi họng, hầu họng, thì có cái các hoạt chất có trong xuyên tâm liên, có trong thanh hoa vàng, cà gai leo nó tiêu diệt nó. Vâng, cho nên chị cần thiết nếu có điều kiện chị ạ. Vâng. Dạ vâng, như vậy là trong trường hợp này thì chị Ngọc đã khỏi được bệnh COVID-19 rồi, tuy nhiên là chị vẫn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm Superherb 2.0 được chị Ngọc nhé. Và ngoài ra thì không biết là chị còn thắc mắc nào khác muốn gửi tới chương trình hay không ạ? Có ạ. Vâng. Thế nhưng mà tôi đang tuổi sinh đẻ thì uống hậu COVID như này thì có uống như thế thì có ảnh hưởng gì không ạ? À vâng, thưa chị thế này ạ. Trong chỉ định của các cái thành phần xuyên tâm liên, cả cái leo rồi thanh hoa vàng, thì đối với phụ nữ có thai, đó là chúng ta mà khi phụ nữ có thai và cho con bú thì không nên dùng. Chứ còn nhưng mà thực sự thì cũng chưa ai thử nghiệm đánh giá khi dùng có bị tác hại gì không, nhưng mà cứ cẩn thận là đối phụ nữ có thai chúng ta không dùng. Đấy, đây chỉ định là không nên dùng cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 1 tuổi. Thế thì chị cũng trong giai đoạn mà chị có thai thì chị không dùng, nhưng mà chị không có thai thì chị vẫn có thể dùng được, nó không ảnh hưởng gì chị ạ. Nó không phải như Monopiravir như ta vừa nói đâu ạ, nó không ảnh hưởng gì tới dị dạng quái thai hoặc là diệt tinh trùng hoặc gì đâu ạ, cho nên chị cứ dùng thoải mái. Dạ, vâng. Không ảnh hưởng gì cả. Superherb 2.0 thì được chiết xuất từ bộ ba thảo dược quý, đó là thanh hao hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo, khác hẳn hoàn toàn với thuốc Monopiravir mà chúng ta đã chia sẻ từ đầu chương trình cho đến bây giờ, nên là chị Ngọc cũng cần phải phân biệt thật là rõ, và chị vẫn hoàn toàn có thể sử dụng được sản phẩm này trong quá trình dự phòng điều trị tái nhiễm COVID-19 của mình chị Ngọc nhé. Cảm ơn chị Ngọc đã đặt câu hỏi về cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình xin được giải đáp cho thắc mắc đến từ khán giả Hồ Văn Đức, 30 tuổi ở tại Hà Nội, có hỏi như sau. Tôi bị nhiễm COVID-19 3 ngày hôm nay rồi và được xét vào dạng F0 điều trị tại nhà. Hiện tôi có các biểu hiện gồm có liên tục sốt nhẹ 38,5 độ C, đau đầu, mỏi cơ. Và khi mà tôi mệt mỏi, tôi nằm càng lâu thì càng thấy mệt hơn và thở nặng. Dù là chỉ số oxy, tôi vẫn đo thường xuyên và luôn đạt ở mức từ 98 cho đến 99. Tôi có cơ địa dị ứng với kháng sinh. Vì vậy mà mấy hôm sốt tôi chỉ dám chườm nước và đắp nhọn nồi, thế nhưng là cũng không có hiệu quả lắm. Xin hỏi trường hợp như tôi thì dùng sản phẩm thảo dược gì để đem lại hiệu quả? Xin mời bác sĩ ạ. Vâng, bệnh nhân đã bị nhiễm F0 3 ngày với triệu chứng nhẹ, sốt nhẹ, vân vân. Tôi nghĩ là bệnh nhân này có dị ứng kháng sinh, thì đương nhiên là kháng sinh mà dùng cho cái con này là Monopiravir và một số cái kháng sinh kháng virus, thì nói chính xác là kháng virus, thì nó lại khác. Chứ còn kháng sinh là nói kháng sinh thông thường, còn kháng đây là kháng virus. Thế thì riêng cái phần mà chị đang có triệu chứng lâm sàng nhẹ như vậy mà điều trị tại nhà, thì chị đang nghe chương trình giới thiệu một sản phẩm có nguồn gốc thảo dược từ ba cây đó, đúng không ạ? Thanh hoa vàng, xuyên tâm liên và cà gai leo, thì tác dụng tiêu diệt virus ở trong tế bào người khi nó đã phát triển và phân chia, thì chị nên dùng cái sản phẩm này. Nó đây là sản phẩm kháng sinh theo cái chữ chúng ta nói kháng sinh, kháng nấm, kháng virus của thực vật, cho nó có hiệu quả tốt nhưng lại an toàn, không có hề có một tác dụng phụ nào cả. Cho nên chị mạnh dạn chỉ dùng cái sản phẩm có kháng sinh này, mà là kháng sinh nó đặt cho chị nháy nháy đấy. Thế nên là nếu có vi khuẩn thì nó kháng vi khuẩn, nếu có virus nó kháng virus. Đấy, nếu có nấm nó kháng nấm. Thì đây là cái vai trò của các hoạt chất sinh học có ở trong ba thảo dược đó. Cho nên chị nên dùng sản phẩm này. Và tình hình như vậy thì chị nên dùng khoảng liều cao đi. Chị dùng khoảng ít nhất là 12 viên một ngày chia 3 lần và có thể là 14 hoặc 16. Vâng, chị dùng khoảng 5 ngày. Thì tôi nghĩ là bây giờ nó ổn mà. Thực sự mà nói thì cái con COVID này có những cái thể nhẹ mà thể không điều trị gì nó vẫn khỏi. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải điều trị tiêu diệt cái con virus này khi ở trong cơ thể chúng ta. Bởi vì liên quan tới tái nhiễm, liên quan hậu COVID. Mà nặng nề nhất là vấn đề hậu COVID. Chúng ta biết rồi, có những chiều rất nhiều trường hợp F0 hoàn toàn bình thường, không điều trị tự khỏi, nhưng sau 2 tháng, sau 2 tuần hoặc là 6 tuần thì có các triệu chứng rầm rộ của COVID.
mà mặc dầu trước đó họ không bị, mà không phải tái nhiễm, đây là hậu Covid. Mà đến bây giờ hậu Covid vẫn chưa giải thích được. Thực sự là như vậy trên thế giới và Việt Nam. 203 cái di chứng để lại của hậu Covid. Mà tôi xin lưu ý là những kể cả như chị là những người mà hoàn toàn triệu chứng rất nhẹ và tự khỏi, chứ tôi không nói điều trị, thì vẫn để lại hậu Covid. Cho nên cứ theo chúng tôi, chị nên dùng cái sản phẩm này khoảng 5 đến 7 ngày với cái liều như tôi vừa. Như vậy trong trường hợp này thì anh Hồ Văn Đức vẫn có thể sử dụng được sản phẩm Superhop 2.0 khi mà anh đang là F0 điều trị tại nhà. Thế còn bác sĩ cũng vừa nhắc đến những cái tình trạng hậu Covid mà bây giờ báo chí cũng đang liên tục phản ánh rất là nhiều, và chúng tôi cũng đã nhận được một câu hỏi tương tự đến từ khán giả tên là Mai, 65 tuổi tại Hà Nội. Alo, xin chào cô Mai ạ. Không biết là hiện nay thì cô đang gặp phải những triệu chứng gì liên quan đến hậu Covid-19, cô có thể chia sẻ với chương trình ạ? Vâng, cô Mai ơi, cô có thể di chuyển ra xa TV ạ. Cô hiện giờ như thế là cô đang bị Covid-19. Vâng. Nhưng mà hiện tại là cô đã khỏi rồi. Vâng. Nhưng mà cô hãy còn ho nhiều lắm. Dạ vâng. Xét nghiệm thì âm tính rồi, nhưng cô ho nhiều lắm. Vâng. Ngoài ho ra thì cô Mai còn có triệu chứng nào khác ạ? Ho và sát cổ mà nó lại còn đau đầu nữa. Dạ rồi, tức là rất là nhiều triệu chứng khác nhau. Ừ. Vâng, và chắc hẳn là lúc này thì cô Mai đang cảm thấy rất là phiền phức và ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Mà cô cứ thấy cứ có trời nắng, cô ra ngoài nắng thì hơi tí nắng ấy thì cảm thấy người nó dễ chịu. Dạ vâng. Vâng. Ừ. Vâng, ra những nơi thông thoáng, đúng không ạ? Có trời nắng. Vâng. Vâng, vâng. Đúng rồi. Vâng, vâng. Thế chị năm nay chị bao tuổi nhỉ? Năm nay chị 65 tuổi rồi. Vâng, chị 65 tuổi. Và thưa chị là người cao tuổi chúng ta, đây là chị lại không có cái bệnh nền nào đấy, phải không ạ? Khỏe mạnh chị cả. Chị không đúng. Có một bệnh nền nào cả. Vâng, vâng, chị không có bệnh nền nào. Cho nên rất là mừng cho chị 65 tuổi mà không có bệnh nền. Và khi chị nhiễm thì bây giờ nó để lại khỏi Covid rồi, mà để lại một cái hậu Covid mà sớm đấy. Chứ thông thường là sau 2 tuần, sau 2 tháng thì mới bắt đầu có triệu chứng đó. Nhưng chị lại... Chị mới có một tuần. Mới một tuần, tức là chị vẫn tiếp tục là nói hậu Covid cũng được, nhưng mà gọi là nối tiếp cái tình trạng mà khi Covid vẫn có mặt ở trong cơ thể chị. Và bây giờ thì có thể là hết Covid rồi. Tôi tin tưởng xét nghiệm đó là đúng. Tôi cứ tin tưởng xét nghiệm PCR là đúng. Thế thì hiện nay là vấn đề hậu Covid của chị là sớm, phát hiện sớm, tức là vẫn ho kéo dài. Bởi vì như tôi vừa nói là có nhiều cái triệu chứng, cái cơ chế hậu Covid mà chưa giải thích được. Có những trường hợp nối tiếp như chị là tiếp tục ho kéo dài đến 2-3 tháng, rất khổ. Vâng. Vâng. Thế bây giờ thì theo chúng tôi ấy, mới mà chị là chưa dùng cái sản phẩm này, đúng không ạ? Chị chưa dùng sản phẩm này thì có hai cách. Thứ nhất là chị dùng các cái sản phẩm thông thường mà ở các cửa hàng thuốc vẫn bán, các cái siro tiêu đờm, dịu ho, húng chanh, rồi các cái siro thông thường có thảo dược, có ngược dược. Và chị ho, chị bởi vì chị ho là ho khan mà. Phải không ạ? Thường là ho khan. Thế thì chị dùng các cái loại thảo dược đó để long đờm dịu ho, đây là một cách. Cách thứ hai, chị có thể dùng 5 ngày hoặc 7 ngày cái sản phẩm hôm nay để nó tiêu diệt hẳn còn những cái con nào ở trong cơ thể chúng ta mà các cái xét nghiệm không phát hiện được nó, thì chị vẫn có thể coi như tiêu diệt nốt nữa. Và không những chỉ có con SARS-CoV-2 đâu ạ, mà có những viêm nhiễm đường hô hấp, nó nhờ gió bể măng, nó kết hợp gây viêm họng, chị nó bọt đau hoặc viêm họng đấy, gây viêm họng rồi đấy gây viêm phế quản và các vi khuẩn khác nữa cơ, chứ chưa hẳn là con SARS-CoV-2. Cho nên chị vẫn có thể dùng sản phẩm này được, vì các hoạt chất này nó tiêu diệt cả vi khuẩn cả virus chị ạ. Cho nên theo tôi, chị nên dùng tiếp cái sản phẩm này theo, không phải dùng tiếp ạ, chị nên dùng sản phẩm này trong khoảng 5-7 ngày với cái liều khoảng 12 viên một ngày chia 3 lần hoặc 16 viên. Chị nên dùng như vậy. Vâng. Dạ vâng, xin được cảm ơn câu trả lời vừa rồi đến từ bác sĩ Hồ Bá Do. Và thưa quý vị, lúc này thì tổng đài 02-444-555-677 của chúng tôi cũng đã tiếp nhận được một câu hỏi khác. Một vị khán giả đang muốn hỏi cho con nhỏ của mình cũng đang có những biểu hiện đầu tiên của Covid-19. Alo, xin chào khán giả tên là gì và đến từ đâu ạ? Em tên là Ngọc ạ. Dạ vâng, không biết là anh Ngọc thì hiện tại là con của mình đang có những biểu hiện gì anh Ngọc? Vâng, con em năm nay nó mới được khoảng 3 tháng tuổi. Dạ vâng. Vâng. Anh cho tiếp đi ạ. Thì nó hiện nó đang bị sốt. Vâng. Có cái triệu chứng là nhiễm Covid ấy. Dạ vâng ạ. Cụ thể những triệu chứng đó là gì thì anh Ngọc cứ chia sẻ đầy đủ để bác sĩ Hồ Bá Do có thể tư vấn cho mình anh nhé. Nó chảy mũi. Đó. Chảy mũi vâng. Rồi ạ. Sốt bao nhiêu độ vậy anh? Nó sốt khoảng 38-39 độ. Sốt 38-39 độ và có triệu chứng nào khác không ạ? Nó chỉ có
sốt với lại chảy mũi. Dạ vâng, vâng, có vâng. Hai triệu chứng rất là điển hình của COVID-19. Vâng ạ, xin hỏi anh thế này, bây giờ các triệu chứng của nhiễm COVID và triệu chứng cái viêm đường hô hấp trên của trẻ em ấy vẫn hay thường giống nhau, kể cả người lớn cũng giống nhau. Cho vâng. nên anh cứ nói là có triệu chứng COVID cũng đúng, nhưng phải chính xác là phải xét nghiệm PCR hoặc là test nhanh thì mới xác định có phải là COVID không. Vâng, thế tôi hỏi thêm là trong nhà mình có ai bị COVID không anh? Nhà hiện tại bây giờ là em đã test qua 3 người thì là có hai vợ chồng và một chị bị cá rồi ạ. À như vậy là về mặt nguy cơ là rất rõ là cháu là bé cũng có thể nhiễm COVID. Vâng. Nhưng thực sự vẫn có thể không nhiễm COVID. Chúng ta biết là có trường hợp đầu tiên vụ dịch đấy ạ, mẹ bị nhiễm COVID mà con 1, 2, 3 tháng tuổi bố mẹ vẫn không bị việc gì, đúng không? Cho nên vẫn có thể bé có thể nhiễm mà vẫn có thể không nhiễm. Cho nên chính xác chúng ta phải test nhanh cho cháu để biết có khẳng định không. Còn các triệu chứng sốt chúng ta sẽ hạ sốt. Và chúng ta biết là cái hướng dẫn điều trị thì y tế đã có hướng dẫn cho các cháu rồi. Nhưng mà chúng ta test để chắc chắn. Còn không thì chúng ta dùng hạ sốt với cháu là 8mg cái paracetamol mà. Các cái bột của Pháp ấy, ngọt dễ uống lắm. Cháu uống cái gói mà 80mg ấy anh, để hạ sốt cho cháu. Hoặc là đắp khăn mặt ướt trên trán cháu, đấy cho nó hạ sốt. Vì cháu hạ sốt, nhưng mà phải theo dõi cái triệu chứng của COVID. Triệu chứng COVID anh phải theo dõi nhịp thở. Nhịp thở của cháu là trên 40 lần một phút. Đấy, tức là có nguy cơ đối với COVID. Thế rồi nhịp thở nhanh này, tim đập nhanh này. Đấy, thì hoặc là gọi là cháu bỏ bú này, cháu vật vã này, quấy khóc này. Đấy là cái biểu hiện nhiều khả năng là nhiễm COVID. Thì lúc đó chúng ta là phải tính cái đoạn mình chuyển viện. Đấy, cho cháu. Bởi vì nhưng mà thông thường trẻ em nhiễm, trẻ em mà tính từ bé cho đến dưới 18 tuổi với tỷ lệ mắc là 19,2% của Việt Nam chúng ta, nhưng lại đa phần các triệu chứng rất là nhẹ hoặc thoáng qua hoặc không có triệu chứng. Đấy, đặc biệt trẻ em nhiễm cái COVID này. Và cái con nếu là nhiễm cái chủng Omicron thì càng nhẹ nữa. Thì đây là có thể nó lẫn vào cái dịch mà cũng có thể bị nhiễm COVID. Thì cái ý đó thì tôi nói thế là anh hình dung rồi, phải không ạ? Vâng. Chứ ông chưa cần dùng cái sản phẩm gì, dùng thuốc gì đâu ạ. Vâng. Dạ vâng, như vậy là trong trường hợp này thì anh Ngọc cũng sẽ cố gắng là mình sẽ thực hiện test nhanh cho em bé 3 tháng tuổi để có thể xác định xem là em bé có mắc COVID-19 hay không. Và sau đó thì anh cũng cần phải theo dõi sức khỏe của bé thật là sát sao để điều trị triệu chứng. Và khi có những dấu hiệu chuyển nặng thì anh hãy liên hệ ngay đến các cơ sở y tế để được hỗ trợ điều trị kịp thời. Xin được cảm ơn anh Ngọc đã đặt câu hỏi về cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cũng xin được thông tin thêm từ quý vị là thanh hao hoa vàng chính là vị thuốc được dùng để điều trị chứng bệnh về hô hấp SARS vào năm 2002 tại Hồng Kông, và những mẫu lá thanh hao hoa vàng mà lưu trữ từ thời điểm đó cho đến nay thì vẫn giữ nguyên được các đặc tính dược lý kháng viêm và kháng virus rất là mạnh. Các nhà khoa học trên thế giới thì cũng đã chỉ ra rằng là các tinh chất có trong cây thanh hao hoa vàng có khả năng ức chế hiệu quả virus SARS-CoV nguyên bản và các loại virus SARS-CoV biến thể hiện nay. Cùng với thanh hao hoa vàng thì xuyên tâm liên cũng được điều chế để hỗ trợ phòng trị các chứng bệnh về đường hô hấp do virus SARS-CoV gây ra. Xuyên tâm liên thì có tác dụng dược tính kháng sinh tự nhiên mạnh hơn cả thuốc kháng sinh tổng hợp. Ngoài ra thì xuyên tâm liên còn có tác dụng giảm đau và tăng sức đề kháng, hạ huyết áp. Vì vậy mà việc sử dụng bài thuốc kết hợp hai vị thảo dược là thanh hao hoa vàng và xuyên tâm liên cùng với vị thuốc thải độc đó là cà gai leo giúp đem lại hiệu quả trong hỗ trợ điều trị các KF0. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị và bà con sẽ cùng tham khảo về những lưu ý về dinh dưỡng cho F0 và F1 điều trị tại nhà do Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Viện Phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia hướng dẫn. Mời quý vị cùng theo dõi. Thế dinh dưỡng cho F0, F1 mà người bệnh không đến bệnh viện thì chúng ta chú ý những cái điểm gì ạ? Chúng ta phải ngăn chặn virus vào cơ thể và bằng cách tăng cường miễn dịch để diệt virus khi vào cơ thể, bằng cách ăn đủ chất và không được ăn kiêng, không được ăn chay ở trong cái giai đoạn đang bị bệnh, và uống đủ nước, không để họng khô, đúng không ạ? Và chúng ta phải ngủ đủ giấc, rồi tăng cường các cái vitamin như vitamin C thì ăn nhiều rau xanh, các loại quả chín rất giàu vitamin C. Rồi thực phẩm tăng cường miễn dịch, Việt Nam chúng ta cũng có sẵn rất là nhiều, ví dụ như là tỏi, sả, gừng, ớt, rồi chanh, mật ong là những cái thực phẩm truyền thống mà cũng là tốt cho sức khỏe. Một số vi chất cần thiết cho nâng cao miễn dịch trong mùa Covid thì chúng ta phải đảm bảo, ví dụ như là
các vitamin ở đây hay các cái khoáng chất thiết yếu mà có tác dụng nâng cao miễn dịch thì chúng ta phải đảm bảo đủ trong chế độ ăn. Ví dụ vitamin A thì tùy theo nhóm tuổi chúng ta cần phải 400 đến 900 microgram một ngày. Vitamin C trẻ em thì cần 40 mg, nhưng người trưởng thành chúng ta cần 100 mg một ngày. Vitamin D cũng cần 400 đến 800 đơn vị quốc tế một ngày. Kẽm là 5 đến 10 mg một ngày. Selen là 10 đến 26 microgram một ngày. Và chúng tôi khuyên là bằng chế độ thông thường chúng ta cũng không đủ các vi chất dinh dưỡng, mà chúng ta nên bổ sung các cái chế phẩm đa vi chất dinh dưỡng cho trẻ em hay là người lớn thì cũng đều tốt. Và nên bổ sung probiotic. Ví dụ probiotic ở đây thì chúng ta biết rồi, từ các dạng sữa chua, sữa nước dạng uống hay các chế phẩm probiotic ở dạng nước, các ống nước hoặc dạng các cái gói cốm chúng ta đều có thể dùng được tốt ạ. Thế F0, F1 ở nhà thì chúng ta lưu ý những cái gì để nâng cao sức khỏe? Thì chế độ dinh dưỡng là quan trọng, sinh hoạt hợp lý sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, giúp bản thân vượt qua bệnh tật. Các cái F0, F1 khi thực hiện cách ly tại nhà cần lưu ý một số vấn đề để nâng cao sức khỏe. Ví dụ chế độ dinh dưỡng phải đảm bảo nguyên tắc cân đối đủ chất dinh dưỡng, ăn đủ số lượng, đa dạng các loại thực phẩm đủ chất như chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất, chất xơ và nước. Ăn đủ 3 bữa chính mỗi ngày và thêm 1 đến 3 bữa phụ. Thanh Ha Hoa Vàng và Xuyên Tâm Liên là hai vị thuốc được các nhà khoa học tại Hồng Kông và Hoa Kỳ sử dụng để điều chế thuốc phòng trị loại virus gây ra dịch hô hấp cấp SARS vào năm 2002. Giờ đây, bộ đôi Thanh Ha Hoa Vàng và Xuyên Tâm Liên tiếp tục được các nhà khoa học trên thế giới đưa vào các bài thuốc phòng trị COVID-19 do chủng SARS-CoV-2 gây ra. Tại Việt Nam, với dây chuyền sản xuất và công nghệ hiện đại, các tinh chất tốt nhất của Thanh Ha Hoa Vàng và Xuyên Tâm Liên đã được chiết xuất và bào chế thành các viên nang SuperHub 2.0. SuperHub 2.0 có khả năng thải độc cho cơ thể, kháng, ức chế virus SARS-CoV-2, giảm triệu chứng ho, đi ngoài, cải thiện khả năng miễn dịch, phục hồi tổn thương phổi do virus, vi khuẩn, qua đó tăng cường chức năng hô hấp. Chào mừng quý vị và bà con đang quay trở lại với chương trình Thuốc Nam cho người Việt, Nam Dược, Trị Nam Nhân. Và chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay là Thanh Ha Hoa Vàng, Xuyên Tâm Liên và cả Gai Leo, bộ ba thảo dược giúp bảo vệ đường hô hấp khỏe mạnh. Quý vị hãy gọi ngay về tổng đài miễn cước của chúng tôi 02-444-555-677 để được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bà Do tư vấn trực tiếp. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với cô Liên, 50 tuổi ở tại Đà Lạt. Cô Liên đang mong muốn được gặp gỡ trực tiếp với bác sĩ của chương trình. Alo, xin chào cô Liên ạ. Không biết là cô đang có thắc mắc nào muốn gửi tới chúng tôi đây ạ? Dạ, chào bác sĩ ạ. Vâng ạ, xin chào chị. Dạ, bác sĩ ơi, cho em hỏi là F0 âm tính được 15 ngày rồi ạ. Vâng ạ. Nhưng mà hiện tại là nó đau phía sau lưng. Dạ rồi ạ. Đi khám thì chụp phim thì họ nói là bị tổn thương viêm mô kẽ và đang uống thuốc kháng sinh đó đấy. Vâng, vâng. Dạ, nhưng mà đi ra kiểu như hiện tại cứ đi ra gió. Vâng. Hơi nắng mà gió chứ là cứ bắt hơi đau đầu. Vâng. Mọi người khó chịu quá đấy rồi. Vâng, vâng, vâng. Vâng, dạ. Vâng. Như vậy là triệu chứng của chị hiện nay là đau đầu phải không ạ? Đau đầu và đau lưng nữa. Đau lưng, vâng. Đau lưng và tức ngực ạ. Và đau lưng tức ngực, tức là lúc chị chụp phổi thì nó có một cái vấn đề nó liên quan đến một tổn thương cái... Dạ, bị chụp phổi là bị tổn thương viêm mô kẽ ạ. Vâng, vâng, vâng. Thưa chị thế này ạ, như vậy là đấy là chị là triệu chứng hậu Covid đấy ạ. Lúc chị bị thì chị có ho như thế này không? Có bị đau tức ngực cái này không? Dạ có. À, như vậy là vẫn có vấn đề. Tức ngực nhưng mà tức ngực ít hơn, bây giờ lại tức ngực có lẽ. Vâng, vâng, đấy. Cho nên là theo chúng tôi thì tình trạng này là coi như diễn biến tiếp giống như bệnh nhân trước ấy. Ừ. Chứ còn hậu Covid là nó khỏi hẳn. Ừ. Khỏi hẳn rồi. Hoàn toàn không triệu chứng gì thì sau 2-3 tuần 2 tháng thì nó mới có. Thì bây giờ chị là vẫn nối tiếp là chưa khỏi hẳn. Ê, mặc dù không còn có mặt của F0 nữa nhưng mà cái triệu chứng nó vẫn còn. Thì như vậy là như tôi vẫn tư vấn bệnh nhân trước thì chị vẫn sử dụng được cái sản phẩm này chị ạ. Sản phẩm này chị vẫn dùng một ngày 8 hoặc 10 viên hoặc 12 viên treo 3 lần, chị dùng 5 ngày để nó tiêu diệt cái con virus nếu còn nữa ở trong phổi. Vì hiện nay có những tổn thương phổi đấy thì và hoặc là cái trong thanh hoa vàng nó có cái thành phần để nó tác động tới các cái tổ chức sơ phổi mà chị ạ.
nó làm không hình thành sơ phổi. Và hiện nay thì chỉ có những đau tức ngực và chị chưa khó thở. Nhưng lúc nào chị có biểu hiện khó thở thì lúc đó là biểu hiện của sơ phổi. Cho nên là theo chúng tôi thì chị nên dùng sản phẩm này. Và đồng thời nếu ho nhiều quá chị dùng các cái biện khác nữa, như mình có thể là các cái siro tiêu đờm, long đờm dịu ho ở ngoài cửa thuốc vẫn bán. Hoặc là có thể mình ngậm chanh gừng hoặc ngậm muối, hoặc là nó có một số cái xịt khác mà gọi là chương trình tư vấn trực tiếp trên các kênh cũng đã có nói, những cái xịt diệt các vi khuẩn viêm nhiễm đường hô hấp, xịt họng, có xịt họng, hoặc là những cái xúc họng, những cái dung dịch thông thường như là plasma care, và là có nano bạc với tia nick vẫn bán trên cửa hàng mà chúng ta vẫn xúc họng đấy ạ, thì cũng là diệt được những cái mầm bệnh mà có thể nó kết hợp với cái con F0, mà bây giờ có khi không còn F0 nữa nhưng nó lại còn các vi khuẩn, nó nhờ cái sự tổn thương mà cái con F0 nó gây ra thì nó xâm nhập vào cơ thể chị, cho nên chị có thể triển khai các biện pháp khác nữa. Vâng. Dạ vâng, và trong trường hợp này thì cô Liên có nên sử dụng Superhub 2.0 hay không ạ? Vâng, đấy, tôi nói từ đầu rồi đấy ạ, nên dùng khoảng ngày 10 viên hoặc 12 viên trong 5 ngày liền. Vâng. Dạ vâng, và chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm là sản phẩm Superhub 2.0 được phân phối độc quyền bởi Multi Center theo ủy quyền của công ty cổ phần công nghệ mới Leskin Việt Nam. Và nếu như cô Liên cũng như là quý vị khán giả quan tâm muốn nhận được những chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các khán giả của Thuốc Nam cho Người Việt, xin mời quý vị sẽ gọi điện về tổng đài 0832 686668. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khán giả khác cũng đang là F0 và đang có những triệu chứng, đang muốn được hỏi, nhận được sự tư vấn của bác sĩ Hồ Bá Do trong quá trình điều trị của mình. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Tĩnh, 47 tuổi tại Hưng Yên. Alo, xin chào anh Tĩnh ạ. Alo. Alo. Dạ vâng, xin chào cô Tĩnh ạ. Dạ vâng ạ, xin mời cô đặt câu hỏi tới bác sĩ Hồ Bá Do của chúng tôi ạ. Vâng, chào bác sĩ ạ. Vâng ạ, xin chào chị Tĩnh. Vâng ạ, em xin chào vâng. Không nghe rõ. Dạ vâng chị, cô Tĩnh ơi, cô Tĩnh có thể nói to hơn một chút để chương trình. Vâng. Bây giờ hiện tại là em chị F07 ngày rồi. Dạ rồi ạ. À. Vâng. Từ khi test lại thì nó vẫn còn hai vạch mờ mờ. Dạ vâng. Cô y tá bảo thế. Nhưng mà giờ hiện tại là em cứ hay chóng mặt này. Kiểu dạ, người là cứ nâng nâng ấy. Vâng, vâng. Và tiếng em nó vẫn hoàn toàn ấy. Vâng ạ. Em thì mày thì em không ho, nhưng buổi đêm thì ho xuất phát thì một vài lần ấy. Vâng. Nhưng mà kiểu cái dịch ở cuối ấy. Vâng. Kiểu trọng ấy thì là em vẫn cứ khạc ra được. Vâng, vâng. Đêm qua là chị như thế. Vâng. Vâng, như vậy vâng. Thế này chị Tĩnh ạ, như vậy là chị là F0 vẫn còn hai vạch mờ mờ vẫn chưa hết, chị ạ, chưa khỏi. Bây giờ chị dùng ngay cái sản phẩm chương trình nó tới đây ạ, cái siêu hấp đây ạ. Chị dùng một ngày 14 16 viên chia 3 lần đi ạ. 3 4 16 đi ạ. 4 4 16, chị chia 4 lần, một ngày 4 viên về để tiêu diệt hết cái con SARS-CoV-2 đang ở trong cơ thể chị, ở trong mũi họng của chị đấy ạ. Hầu họng đấy. Đấy thì cho nên và ít ra một vài cũng có đã nó là xuống phổi rồi, trên chị kích thích chị ho, cho nên chị phải dùng ngay cái liều 16 viên một ngày chia 4 lần chị ạ. Chị dùng ngay sản phẩm đấy ngày hôm nay đi, chị gọi về chương trình ngay bây giờ thì chị có thể được sản phẩm. Vâng. Và cùng với các biện pháp khác nữa, phải không ạ? Xin phép các quý vị là chúng ta chăm sóc sức khỏe thì chung toàn diện vẫn phải tinh thần, đúng không ạ? Không nên căng thẳng vì lo mình bị Covid rồi ảnh hưởng tới bản thân mình là sức khỏe, giảm sức khỏe. Thứ hai là về vấn đề tập luyện, chị tập thở chị ạ. Đấy, các động tập thở, động tác thở, rồi thở chú môi, thở cơ hoành, vân vân. Thế rồi các cái chế độ dinh dưỡng, ăn uống cho nó phù hợp đầy đủ các chất. Như vừa rồi chương trình có cái phóng sự nói về dinh dưỡng đấy ạ, của thời Covid đấy ạ. Thế rồi về chị uống cái sản phẩm này. Như vậy là bốn vấn đề tôi vẫn khuyên các quý vị nói chung và bản thân chị Tĩnh là chị tạo thành cái, tức là trong gia đình có môi trường vui vẻ, thoải mái, lạc quan chị ạ. Vâng. Và chị dùng sản phẩm này. Dạ vâng. Như vậy trong trường hợp này thì cô Tĩnh bên cạnh cái việc sử dụng sản phẩm Superhub 2.0 để có thể ngay lập tức điều trị được các triệu chứng về Covid-19 của mình, thì như là bác sĩ Hồ Bá Do cũng đã vừa chia sẻ thì cô Tĩnh cũng nên tập thở tại nhà. Và Bộ Y tế cũng đã khuyến cáo là ngay cả các F0 thể nhẹ điều trị tại nhà thì cũng cần phải theo dõi hơi thở để có thể đảm bảo cung cấp đầy đủ oxy cho não bộ cũng như là các bộ phận khác trong cơ thể. Bởi vì là trong vòng chưa đến 10 giây nếu như bị thiếu oxy là các tế bào não bộ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và dẫn
dẫn đến những hậu quả về lâu dài như là hay quên này, hay là đau đầu, chóng mặt kinh niên và thậm chí là cả chết não nữa đấy ạ. Vì vậy mà cùng với các bài thuốc thảo dược hỗ trợ phòng trị COVID-19 vừa tốt vừa lành thì chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp nâng cao sức đề kháng. Nếu như quý vị hiện đang là F0 cũng cần phải giúp cho lá phổi của mình được tập luyện hàng ngày để giúp bảo vệ phổi của chúng ta luôn được khỏe mạnh. Vậy chúng ta nên tập luyện cụ thể như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ Đỗ Thành Quân, mạng lưới thầy thuốc đồng hành của Bộ Y tế. Và đây là một bài tập rất là đơn giản, thế nhưng lại giúp bảo vệ phổi và giúp lấy lại hơi thở cho các F0 vô cùng hiệu quả. Xin chào tất cả mọi người, tôi là bác sĩ Nguyễn Thành Quân đến từ mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Sau đây xin hướng dẫn các bệnh nhân cách thở và vận động tại nhà. Một, tập thở, mục tiêu của chúng ta là tăng cường lượng không khí vào phổi và giữ lại một lượng không khí này tại phổi được lâu hơn, giúp cơ thể chúng ta hấp thu đủ lượng oxy. Trước khi tập thở, chúng ta phải chuẩn bị những gì? Chúng ta hãy chọn một vị trí thoáng mát, không khí trong lành, một chiếc ghế có bành tựa sau để có thể cần khi tựa vào. Khi thực hiện các động tác thì ngồi thẳng lưng, tư thế thoải mái như thư giãn để thả lỏng các cơ. Không gồng mình, hai chân đặt mặt bằng và vuông góc với mặt đất, hai tay đặt thoải mái lên trên đùi. Một, thở ngực, hít vào bằng mũi tối đa cho lồng ngực chúng ta nở ra, sau đó thở ra từ từ bằng miệng trúng lại giống như thổi sáo. Hít vào và đếm trong đầu chậm 1, 2, thì thở ra chúng ta đếm trong đầu 1, 2, 3, 4, có nghĩa là thời gian hít vào bằng một nửa thời gian thở ra. Khi hít vào và thở ra không cần gắng sức quá mức, mà chỉ cần hít sâu vừa sức cùng với thở ra vừa sức. Nếu hít sâu được thì càng tốt, nhưng không cần phải cố gắng quá sức. Lặp đi lặp lại động tác hít thở này hàng ngày, nên tập thường xuyên. Khi nào khó thở hay vận động thì hãy dùng cách thở này ngay. Tập mỗi ngày ít nhất 3 lần, mỗi lần 15 phút. Sau này quen rồi có thể dùng cách thở này liên tục hàng ngày. Tiếp theo là thở bụng. Đặt một tay lên ngực, một tay lên bụng để cảm nhận di động của bụng và ngực. Hít vào bằng mũi, bụng phình ra. Thở ra bằng miệng, trúng lại giống như thổi sáo, bụng xẹp lại. Hít vào 1, 2 thì thở ra 3, 4, có nghĩa thời gian hít vào bằng một nửa của thời gian thở ra. Khi hít vào và thở ra không cần gắng sức quá mức. Nếu hít sâu được thì càng tốt, nhưng không phải cố gắng quá sức. Lặp đi lặp lại động tác hít thở này hàng ngày, nên tập thường xuyên. Khi nào khó thở hay vận động thì hãy dùng cách hít thở này. Mỗi ngày dành ít nhất 3 lần, mỗi lần 15 phút. Sau này quen rồi có thể dùng cách thở này liên tục hàng ngày. Tiếp theo, để loại bỏ dung tích khí cặn trong phổi bằng cách bài tập thở bóng bay giống như chúng ta thở bóng bay. Chúng ta có thể dùng một quả bóng bay hoặc không cần và ngồi giống như tư thế tôi vừa hướng dẫn. Cách thực hiện giống như thở bụng, nhưng khi thở ra hết sức nhằm đẩy toàn bộ khí cặn trong phổi ra ngoài. Thanh Ha Hoa Vàng và Xuyên Tâm Liên là hai vị thuốc được các nhà khoa học tại Hồng Kông và Hoa Kỳ sử dụng để điều chế thuốc phòng trị loại virus gây ra dịch hô hấp cấp SARS vào năm 2002. Giờ đây, bộ đôi Thanh Hoa Hoa Vàng và Xuyên Tâm Liên tiếp tục được các nhà khoa học trên thế giới đưa vào các bài thuốc phòng trị COVID-19 do chủng SARS-CoV-2 gây ra. Tại Việt Nam, với dây chuyền sản xuất và công nghệ hiện đại, các tinh chất tốt nhất của Thanh Hoa Hoa Vàng và Xuyên Tâm Liên đã được chiết xuất và bào chế thành các viên nang SuperHub 2.0. SuperHub 2.0 có khả năng thải độc cho cơ thể, kháng, ức chế virus SARS-CoV-2, giảm triệu chứng ho đi ngoài, cải thiện khả năng miễn dịch, phục hồi tổn thương phổi do virus, vi khuẩn, qua đó tăng cường chức năng hô hấp. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được giải đáp thắc mắc đến từ khán giả Trần Thị Ánh, 60 tuổi ở tại Đồng Nai có hỏi như sau. Tôi hiện tại sức khỏe bình thường, không có vấn đề gì cả và con gái tôi ở thành phố Hồ Chí Minh mua gửi về cho tôi 10 hộp SuperHub 2.0 uống để phòng COVID-19. Vậy xin hỏi là sản phẩm có ảnh hưởng gì đến người cao tuổi như tôi hay không? Xin mời bác sĩ Hồ Bá Do ạ. Vâng, kính thưa các quý vị, chúng tôi biết đây là sản phẩm có nguồn gốc thảo dược hoàn toàn 100% và các liều lượng đã được nghiên cứu đầy đủ và không hề có một tác dụng phụ không mong muốn. Cho nên là bệnh nhân nên dùng sản phẩm này cho mọi đối tượng từ người từ 1 tuổi trở lên. Tức là khi các cháu đã uống cái viên con nhộng rồi thì đấy là các cháu, còn người cao tuổi thì càng phải uống hơn, bởi vì những cái viêm nhiễm đường hô hấp không phải chỉ có SARS-CoV-2 đâu, mà những viêm nhiễm thường trực ở trên đường hô hấp thì vẫn có thể gây nên là những cái bệnh nền để cho virus corona dễ xâm nhập hơn. Cho nên bệnh nhân nên dùng sản phẩm này và tùy điều kiện. Nếu chưa có nhiễm COVID, mình chỉ dùng liều dự phòng thôi. 8 viên một ngày chia lần, hoặc 9 viên chia 3, hoặc 6 viên chia 2 đều được cả.
Và còn khi nào có xác định là F0 thì chúng ta dùng liều hỗ trợ điều trị, tức là 12 hoặc đến 16 viên một ngày chia 4 lần. Vừa rồi đến từ bác sĩ Hồ Bá Do. Và thưa quý vị, như vậy thời gian truyền hình trực tiếp của chương trình Thuốc Nam cho người Việt ngày hôm nay đến đây là hết. Và chúng tôi hy vọng rằng chương trình đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về việc hỗ trợ điều trị F0 và khắc phục di chứng hậu COVID-19 bằng các loại thảo dược quý. Xin được cảm ơn nhãn hàng Superhub 2.0 đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bá Do đã có mặt trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đông trùng hạ thảo tốt là loại có hàm lượng cordycepin cao. Đông trùng hạ thảo vinh ra dạng viên sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP có hàm lượng cordycepin lớn hơn hoặc bằng 1.000 microgram trên viên. Đông trùng hạ thảo vinh ra dùng tốt cho người mắc các bệnh về tim mạch, gan, thận, hô hấp, tiểu đường, có khối u, sinh lý yếu. Người bình thường cần tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và phòng các bệnh mãn tính. Đông trùng hạ thảo vinh ra cả nhà khỏe mạnh, lo gì ốm đau. Thực phẩm phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.